Lúc ấy xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn làm thế nào mà chúng Đại Bồ Tát đi vào các cảnh tướng hành pháp như thế? Phật dạy, này xá lợi tử, Pháp các chúng Đại Bồ Tát còn không thể đắc huống gì phi Pháp, đạo còn không đắc huống gì phi đạo. Đối với tịnh giới còn không đắc, cũng không chấp, huống gì phạm giới. Các Bồ Tát này không rơi vào ba cõi, cũng không rơi vào các đường sanh tử, không chấp thân mạng, huống gì cảnh ngoài, đối với dòng sanh tử đã làm bờ bến, đã qua biển lớn, đã vượt nạn lớn. Này xá lợi tử, các chúng đại Bồ Tát nương các cảnh tướng pháp hành, biết tất cả cảnh đều không có tánh cảnh. Do nhân duyên này, các thiện sĩ đối với tất cả cảnh đều không chấp trụ. Như sư tử chúa không vướng mắc các cảnh, các thiện sĩ này đối với các cảnh giới không nhiễm không tạp, vượt qua tất cả cảnh, như nhà buôn lớn không gì trở ngại. Các thiện sĩ này nương các cảnh tướng hành pháp như thế không có chỗ chấp trước. Này xá lợi tử, ta hoàn toàn không thấy bất cứ một vị Bồ Tát nào trong đại chúng này không tin hiểu sâu xa hay còn nghi ngờ hoặc do dự về pháp này. Này xá lợi tử, tất cả Bồ Tát ở trong chúng này đối với pháp nghi hoặc do dự đều đã dứt hẳn. Như vậy các thiện sĩ này đối với pháp tự không do dự cũng có thể vĩnh viễn đoạn dứt tất cả sự nghi hoặc của hữu tình. Do nhân duyên này, các thiện sĩ đối với tất cả pháp đều không do dự, có thể vì loại hữu tình quyết định giảng nói tất cả tánh của pháp đều không sở hữu này xá lợi từ và đời sau nếu có người nghe được pháp này đối với tất cả pháp cũng rất trừ được nghi ngờ do dự cũng dứt hẳn các chỗ nghi ngờ cho tất cả hữu tình nghĩa là tuyên nói pháp yếu như ta đã nói này xá lợi từ ta hoàn toàn không nói các loại hữu tình căn lành mỏng ít mà có thể tin hiểu sâu xa và dung nạp được pháp này họ chẳng thể dùng được tài pháp như vậy xán lợi tử các loại hữu tình căn lành mỏng ít còn không nghe tên pháp như vậy vốn là có thể giữ gìn suy nghĩ tu tập nếu có người được nghe pháp này ta nhất định thọ ký cho họ được pháp phật đời sau họ đối với các pháp phật có thể giống tiếng giống sư tử như ngày nay ta ở trong đại chúng giống tiếng giống sư tử giống tiếng không sợ hãi giống tiếng đại trượng phu giống tướng trí tự nhiên này xá lợi tử nếu có người được nghe pháp yếu sâu xa đã thuyết như vậy cho đến có thể khởi một lòng tin vui không phỉ báng thì ta cũng thọ ký cho họ đắp quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì sao xá lợi tử vì nếu các hữu tình nghe pháp sâu xa hoan hỷ tin nhận rất là khó được này xá lợi tử nếu các hữu tình nghe pháp sâu xa sanh lòng tin vui phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì các hữu tình này rất khó đạt được ta nói thành tựu căn lành rộng lớn, đầy đủ tư lương, mặc giáp mũ lớn, mới mau chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Như vậy, nếu các hữu tình nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoan hỉ tin thích, luôn luôn nghe nhận, người này đạt được phước vô lượng vô biên, vốn là có thể thọ trì giảng nói cho người khác. Nếu chưa vào tránh tánh đi xanh hoặc người đối với nhị thừa không quyết định, ta đều thọ ký cho kẻ ấy, được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi lạc cho hữu tình tận đời vị lai thường không đạn mất này xá lợi từ nếu các hữu tình thành pháp thấp kém ta không thấy họ đối với pháp rộng lớn có nghĩa dung nạp pháp rộng lớn đó là sự giác ngộ của phật này sát lợi tử, các loài hữu tình có nhiều người thành tựu pháp thấp kém, sự tên hiểu cũng đều thấp kém, không thể phun trồng thiện căn rộng lớn, họ đối với chánh pháp không nhiễm rộng lớn sâu xa, không thể tin nhận. Này sát lợi tử, các loài hữu tình thành tựu pháp rộng lớn, chỗ tin hiểu cũng đều rộng lớn, hướng đến đại thừa, thành tựu sự nghiệp khéo mặc giáp mũ, khéo suy nghĩ, chọn nghĩa lý sâu xa, kéo đi đường lớn ngay thẳng không nguy hiểm, xa lìa rừng rậm, đi đường bằng phẳng không có các trồng gài sỏi đá hầm hố sạch sẽ không dơ không tả không cong làm lợi ích thế gian tạo an vui thế gian thường xót thế gian cùng các trời người làm nghĩa rộng lớn đem lại lợi ích an vui cho các hữu tình tạo chiếc thang vững chắc làm sự soi sáng lớn đủ đại tử bi thương xót tất cả đối với hữu tình muốn làm lợi ích muốn cùng an vui muốn giúp an ổn ban khắp cho hữu tình đầy đủ sự an vui như vậy hữu tình tức là bồ tát là Mahatat có thể khéo thọ dụng của báu đại pháp là Mahatat, có thể khéo tìm cầu của báu đại pháp, của báu tối thắng đều thuộc về họ, không phải ai khác. Vì sao? Nếu có loài hữu tình, không gần bạn lành, chưa trồng thiện căn, phước đức cạn mỏng, tin hiểu, thấp kém, thì họ đối với chánh pháp không nhiễm sâu xa rộng lớn, không thể tin nhận như vậy. Ta y theo từng loại hữu tình sai khác mà mật ý nói, có cõi có hữu tình nhiều loài sai khác tùy lại hơn kém ưa thích nhau các loài hữu tình tin hiểu thấp kém lại thích hữu tình tin hiểu thấp kém các loài hữu tình tin hiểu rộng lớn lại thích hữu tình tin hiểu rộng lớn giá lợi tử bạch phật bạch thế tôn như vậy bát nhã bà làm mật đa lấy pháp gì làm cảnh sở hành phật dạy này xá lợi tử bát nhã ba làm mật đa lấy hít pháp vô biên làm cảnh sở hành ví như phong giới hít đi qua vô biên cảnh giới hít. như vậy bát nhã ba la mật đa lấy hít pháp vô biên làm cảnh sở hành như cõi hư không qua cảnh vô biên, bát nhã ba la mật đa lấy pháp vô biên làm cảnh sở hành. Lại như phòng giới lấy hư không rộng lớn làm cảnh sở hành, bát nhã ba la mật đa lấy các pháp không làm cảnh sở hành. Này giá lợi tử như không giới và phòng giới đều không có nơi nào mà có thể thấy được. Cũng lại không vì sanh khởi pháp tướng mà hiện tiền. Cũng vậy bát nhã ba la mật đa đối với pháp đều không chỉ rõ được cũng lại không vì sanh khỏi pháp tướng mà hiện tiền. Này giá lợi tử, như hư không giới và phong giới đều không thể chấp, không viên thành thật, cũng không xác tướng để có thể tính toán. Như vậy, bát nhã bà làm mật đa đều không thể chấp, không viên thành thật, không xác tướng để tính toán biết được. Này giá lợi tử, như hư không giới và phong giới, không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ bày. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ bày, giá lợi tử bạch Phật. Bạch thấy tôn như vậy, bát nhã ba la mật đa lấy gì làm tướng? Phật dạy, này xá lợi tử, bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không có tướng. Này xá lợi tử, như hư không giới và phong giới, không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ tướng ấy. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa không có chút pháp nào là viên thành thật mà có thể chỉ tướng ấy. Vì sao xá lợi tử? Vì bát nhã ba la mật đa này, lìa các tướng, không có chút tướng nào có thể đắc. Này xá lợi tử, như cõi hư không, không chỗ vướng mắc chướng ngại. Bát nhã ba la mật đa này, không chỗ vướng mắc chướng ngại. Do đây nên bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô trước làm tướng. Này xá lợi tử, không phải pháp vô trước có tướng có thể đắc, nhưng vì tùy theo danh ngôn nghĩa lý thế gian mà nói như thế này bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô trước làm tướng này xá lợi tử tuy nói bát nhã ba la mật đa sâu xa lấy vô trước làm tướng nhưng vì bát nhã ba la mật đa này không có tướng có thể đắc nên không thể nói lấy vô trước làm tướng vì pháp vô tướng